1, 2, 3. Mặc ơi. Em quay bảo chị nhé. Em đang quay mà. Anh gọi là kỷ niệm chuyến đi Đà Lạt của shop chúng ta. Gọi là chuyến đi ăn chơi sau bao nhiêu ngày làm lụng vất vả ở shop. Đúng không? Là tối nay chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là Party by night. Ở mua lỡ. Chúng ta gọi là sân viên, sân vườn như thế này. Tối nay chúng ta sẽ quẩy ở đây. Muốn này em sợ con này nó muốn lửa quá. Thôi rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trong công tác chuẩn bị từ sáng giờ chúng nó ngủ. Em ơi sợ thế, ngủ bây giờ 4 giờ chiều chúng nó mới bỏ dậy. Không, thật đấy. Đây là sống giờ người Mỹ vậy. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị để tối nay tôi quẩy em nào. Let's go. Ok. Mặt nó hợp với mấy cái khung cảnh này nhở? Dạ. Yeah. Đúng nó hợp luôn đấy. Đây là ước mơ của chị, sau này chị cũng sẽ có một cái khu đất to rộng rãi như này để chị nuôi chó để gọi là thoải mái, không cần phải suy nghĩ những rồi. Ăn mà chụp đẹp bao nhiêu tư? Ơi, sướng thật sự đấy, mặt nhặt. Yêu không? Quá xinh luôn vậy. Quá xinh luôn. Tối nay cho tôi nhỉ? Tối nay quẩy. Chị nào chị có? Chị có đất rồi. Chị nào chị có cho em chứ xin ngân xin miếng. Em sẽ là một khu em nấu cháo cho con này. Chị đã có chuẩn bị sẵn một mảnh đất rồi, nhưng mà để thực hiện được một cái khu như thế này thì cần rất 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 nhiều thời gian và công sức nữa, không phải nói một cái là vào luôn được. Đi ra đây mày, đi ra đây mà, đi ra đây. Để thực hiện được một khu như này thì cả là một quá trình rất là dài và chị đang cố gắng trên cái con đường đấy. Nếu mà chị có cần tìm designer thì rồi, sau một gọi là trận chiến gọi là oan ta la văn vừa nãy, làm sao rồi bây giờ chân làm sao, có đau lắm không? Eo ơi khiếp, một trận hỗn chiến vừa mới xảy ra thực sự. Sao thế, thằng con nhà mình nó có bị đau? Là con mặt cắn con kia đúng không? Phật máu mà. Không, phật máu là ra khuôn mặt rồi, chả máu ra khuôn mặt rồi. Nó có bị sâu trong da đâu. Da nó dày thế. Không, đây này. Nghe xem nào. Tí rồi. Một tí thôi. Úi dồi ôi. Đánh nhau. Đây này, máu đây này, thấy không? Thấy chưa? Vẫn còn dính ở chân đây này. Một trận hỗn chiến vừa xảy ra. 8 con nhảy vào đánh nhau, can không kịp. Em chỉ sợ là nó tưởng em là một trong số nó rồi. Anh làm đúng là sao anh còn làm được? Em tưởng lúc đó nó họ không kêu em là nam nữa, nó kêu em là lá lát. Nhảy vào can nó can không nổi luôn đấy. Còn bogey, con bogey chủ kia cầm chép lên. Chú nào? Chú tên nó. Ừ vả mà không thèm thả luôn. Vậy là nó thường xuyên vậy. Ghê thiệt. Ô quên nó gừ. Ra đây mày xem nào, khổ quá, có đau quá không? Vừa đi đánh nhau về. Ôi. Đi ra đây mặt. Mặt ơi. Ra đây mày xem nào. Ồ, hỗn chiến thật sự. Vừa đi đánh nhau về. Đau lắm không con? Ừ. Mình anh dũng phết đấy nhở. Quả đấy không quay lại được clip chứ mình anh dũng là đấy. Đàn chúng nó đông như thế mà mình cũng xông vào. Ghê gớm. Chảy máu chứ nhở. Con trên kia chảy máu rồi đấy. Mặt này mình cũng tỏ nó khỏe chứ nhở. Khỏe nhá. Kinh khủng. Thôi đi em, mai dẫn lên trên kia chơi tí. Em mai dẫn lên trên nhà nhanh. Đi đi. Con đi lên trên phòng mình đi. Đây, lên trên này em ơi. Đây, lên trên này. Đây. Thần to lắm rồi đấy. Ôi sợ. Đây, phòng mình đây mà con. Con ngồi đây tí đi. Ai ra đây ngồi. Ra đây ngồi. Cái nhỏ là con á hả?
Dạ không ạ. Dạ không ạ, đây là khác ạ. Dạ không ạ. Đấy, con ngồi đấy chơi tí đi. Ngồi, ngồi im ấy. Không đánh nhau với chúng nó nữa. Suốt ngày tìm nó cả khịa thôi. Sao mặt cảm thấy chỗ này ổn không? Chỗ này nó có phù hợp với con không? Hả? Con thích chỗ này không? Hả? Để sau xây một cái nhà cho mặt to này, mặt ở cho sướng nhá. Ok không? Chứ ở thành phố chật quá nhở. Phải về quê con ạ. Nhà như này phải ở quê. Rồi. Mình nằm này mình ngủ mát không? Ghét thật đấy. Ở đây thoải mái quá chú nhở. Thương lắm ấy nhở. Thương lắm ấy. Ngồi đây, ra đây. Ra đây. Ngồi xuống đi. Nhưng mà đừng đánh nhau với chúng nó đấy nhá. Ở trong này có mấy bạn nữa đây này. Đây, quay cho xem, có mấy bạn nữa. Đây này, con bi hâm. Đây này, ở trong này còn mấy bạn nữa đây này. Đâu rồi nhỉ? À, thằng này hôm qua đánh nhau sao? Có bị gọi là gì? Bị trọng thương nặng lắm không hả con? Bạn này hôm qua chảy máu đúng không? Chảy máu, khổ thân chưa chứ đấy. Vẫn còn đau đúng không? Đang liếm chân. Hôm qua đánh nhau với mật, khổ thật đấy. Đánh nhau với mật. Ghét lắm. Gừ cái gì mà gừ, mày đánh nó đang liếm chân trong kia kìa. Gừ cái gì? Julie ơi, mẹ thắc mắc là tại sao con có thể kéo được mật vậy? Sao con có thể dắt được bạn mật hay vậy? Trời ơi. Người thì bé tí, ra mặt nó to như thế, nó kéo con sạch một phát là con ngã đấy. Thế mà con dẫn mặt đi chơi được giỏi vậy. Mặt ơi, đi cẩn thận không, cẩn thận Jolie kìa. Em đi đây này. Em vừa nãy con vừa nãy đi quần áo của con đi nghỉ cái gì bẩn thế? Mẹ vừa nãy con muốn rửa pin. À vậy hả? Thế là dây cho quần áo hả? Ở đây tí mẹ thay quần áo mới cho. Mà đây về đây con. Đi về đây. Nhanh lên. Về đây nào. Mặt ơi. Xuống đây nào. Ôi giời ơi. Cho lên Đà Lạt chơi vào lúc này sướng quá nhỉ. Con vui không? Ừ. Từ ngoan giờ đi chơi thích không? Ta đánh nhau với chó ở đây thích không? Chết. Thương lắm mẹ. Ôi trời ơi, tìm thấy Bi rồi. Đây Bi đây. Trời ơi. Này mặt này Bi này. Ừ. Yêu quá này. Ừ, Bi vừa nãy đi chơi đấy. Bi ơi, mặt ơi. Ra đây. Nó lên trên này rộng rãi thoải mái nó sướng. Lại đây. Vi có nhìn thấy mấy em cún khác không? Mấy em cún to đùng trên kia kìa. Cún nhìn thấy mẹ. Có đúng không? Con nhìn thấy đây. Con nhìn thấy vừa nãy chứ. Trên này nó giống như kiểu là một cái thiên đường cún vậy. Nhiều kinh khủng yêu là nhỉ? Hello, mình hôm qua cho uống rượu nên là da cứ khều người ta à? Hả? À, phải không? Phải không? Nhiều lắm. Thích quá. Bi ra chơi kia với anh kìa. Rồi, bây giờ em... Anh không có cái gì, cái món quà thiết thật lạnh nha, tặng dâu cho Mai. Cái này quà sinh nhật của em đúng không anh? Đúng rồi. Dễ thương quá, em phải nhờ anh làm lại một quả ấy. Ôi dồi ôi, dễ thương quá. Anh gửi cho các em và các bạn của team cái món quà lưu niệm nhà nha. Cái này là quà lưu niệm này. Ôi dễ thương quá. Đây, em quá. Quá xinh, cái này là quà lưu niệm con ạ. Em xin nhá, bố lộn dâu. Trời ơi, đất ơi. Để làm gì? Ừ, mình móc cái gì cũng được, treo cái gì hay là. Đây là gọi là anh chủ homestay mà mình hay ở trên Đà Lạt. Ôi dễ thương quá, anh ôm bốn hộp dâu tây nhìn buồn cười quá đấy mất thôi. Cảnh này là cảnh diễn lại nha mọi người nhá. Nhưng mà vừa nãy lúc mà anh ấy bê ra dễ thương quá, mình chưa kịp quay lại. Nhưng mà phải bảo anh ấy làm lại cho yêu quá đấy mất rồi này. Đây là em cảm ơn bốn hộp dâu của anh. Có sinh nhật, có sinh nhật.
Trời ơi, dễ thương quá. Em cảm ơn anh nhiều nhá, bắt tay anh cái. Đây, bắt tay cái đi. Đó, ok. Anh ngồi chơi với em một tí luôn anh. Okay. Ngồi chơi một tí luôn, dễ thương quá. Mai mình có cái hình của Thêm không? Em gửi qua em rót qua cho em. Em có đấy. Dạ, 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 ok, ok. Tí... trời ơi. Ông ơi, nó ngon. Không thể nào mà tả nổi, thật sự luôn đấy. Trời đời đất ơi. Đấy, gọi là cuộc đời chỉ cần thế này thôi. Chứ cần gì nhiều hạnh phúc là đây chứ là đâu. Đồ ngon quá. Ông ơi. Không có trời đó quá, bây giờ làm thế nào nhỉ? Em ơi, nhìn thèm lắm luôn đấy. Anh ơi, bây giờ làm thế nào bây giờ? Cái gì vậy? Tối nay em không giảm cân nữa. Thật sự luôn đấy. Không có mà, em có cố gắng mà, anh phải ghi nhận cái sự cố gắng của em chứ. Một tuần em được nửa ngày vậy. Cố gắng. Không, nhưng mà vấn đề là kết quả nó có rồi. Trời đất ơi. Thịt đấy, thịt đấy, thịt đấy. Thịt đấy.